Với bộ môn đá bóng, bên cạnh những trận cầu hay, bàn thắng đẹp, thì giới mộ địa môn thể thao vua còn được chứng kiến vô vàn tình huống vô cùng hài hước và vui nhộn. Cùng điểm qua một số tình huống vui nhộn sau đây. Ronaldinho bị cầu thủ đối phương tiểu xảo đẩy sau khi bóng đã đi hết đường biên dọc. Cầu thủ Brazil đã bị trượt chân ngã thẳng vào khu vực huấn luyện của đội bạn, khiến nhiều người phải bật cười. Marcus Rashford có pha đi bóng bên hành lang cánh trái, đối mặt với các hậu vệ của Newcastle United. Anh thực hiện một pha đảo chân trước khi tạt bóng cho đồng đội. Ấy thế mà hãy nhìn xem số 10 của MU lại đưa bóng lên khán đài đầy hài hước. Vì quá vội vàng đưa bóng vào cuộc mà tiền đạo người Pháp Dembele đã thực hiện lỗi tình huống đá phạt góc. Cầu thủ chạy cánh của Barcelona bị trượt chân khiến cổ động viên được fan cười khoái chí. David Silva có tình huống tự hủy cực kỳ hài hước. Cụ thể sau khi tình huống bóng đã kết thúc, bóng còn bay trên không trung thì cầu thủ Tây Ban Nha đã tiếp tục thực hiện sút quả bóng. Thật không may, quả bóng lại đi trúng vào mặt cầu thủ này. Kieran Tierney nhận đường truyền về có vẻ như không có gì đáng ngại của Mohamed Elneny. Ấy thế mà hậu vệ này lại xử lý lóng ngóng chân nọ đá chân kia, khiến anh ngã nhào và rồi trở thành trò cười cho khán giả. Cú sút đi lên trời vô cùng thiếu chính xác này là của cầu thủ trẻ bên phía Dortmund. Nếu mà cứ đá như thế này thì con đường lên đội 1 còn xa xôi lắm anh bạn à, chỉ tội cho những người đi nhặt bóng mà thôi. Xét về khả năng biểu diễn kỹ thuật, người hâm mộ sẽ nhớ đến Neymar, vũ công Samba với những bước nhảy mê hoặc trên sân cỏ. Nhưng mà trong tình huống sau đây thì khác, cầu thủ này đã có tình huống người đi bóng ở lại và để mất bóng rất lãng xẹt. Rooney rơi vào tình cảnh khá giống với Tetri ở Moscow năm 2008. Tuy rằng trời không mưa nhưng số 10 của MU vẫn trượt chân khi sút bóng ở cự ly 11m. Rất may là Man United vẫn giành được chiến thắng cuối cùng. Chiellini dùng tay cản bóng để hóa giải pha phản công nhanh của đối thủ. Cụ thể trong trận Los Angeles FC thắng Sun Lake 4-1, cựu thủ quân Juventus Giorgio Chiellini đã nhảy lên dùng hai tay đập bóng để hóa giải đường chuyền bóng của đối thủ, nhưng mà trọng tài chỉ phạt thẻ vàng. Ở những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, Alexis Sanchez bay người bật cao đánh đầu, tưởng chừng bàn thắng đã tới với Inter Milan. Nhưng tiền đạo Romelu Lukaku đã nói không khi đứng sừng sững không khác gì một hậu vệ đội bạn. Tiền đạo Harry Kane đã có một tình huống đá phạt khiến người xem căng thẳng trước Middlesbrough, nhưng tiền đạo người Anh đã trượt chân ngay trước khi tiếp bóng. Vẫn là những pha đảo chân quen thuộc, nhưng có lẽ siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã bị tuổi tác bắt kịp. Khi mà vẫn là những động tác đó, anh lại không thể hoàn thành một cách trơn tru và hoàn hảo nhất. Tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Sergio Ramos, nhưng điểm nhấn lại là pha ngã bàn đèn hụt đầy hài hước của trung vệ Tây Ban Nha. Tiền đạo Eden Hazard thời còn khoác áo Chelsea chơi cực kỳ xuất sắc, nhưng mà cũng không thiếu những pha bóng hài hước. Điển hình là tình huống giật gót chuyền bóng lỗi này. Chân của Hazard không chạm đúng tâm bóng khiến anh ngã nhào. Một thủ thành xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới cũng có thể mắc những sai lầm tai hại như này. Quả thật, trong bóng đá không gì không thể xảy ra. Thủ thành Manuel Neuer bỏ khung thành băng ra định dùng chân cắt bóng. Tuy nhiên, ý định này bất thành khi Denis Espany đã có pha lừa bóng qua người Neuer một cách gọn gàng. Anh dẫn bóng sọc thẳng vào trong rồi tiếp tục loại bỏ hai hậu vệ khác của Bayern Munich để ghi bàn cân bằng tỷ số. Tiền vệ đội trưởng Jorginho chắc hẳn chỉ biết tự trách bản thân khi có đường chuyền thiếu quan sát,
dù cho thủ thành Kepa đã xuất sắc cứu thua sau đường chuyền về, nhưng mà lại không thể giúp đội bóng của mình tránh được bàn thua không đáng có này. Havertz đã vượt hậu vệ Maguire và sau đó ngã xuống rất nhanh trong vòng cấm. Các cầu thủ Chelsea đòi trọng tài Anthony Taylor cho hưởng một quả phạt đền, nhưng tất cả những gì ông làm là rút ra tấm thẻ vàng dành cho Havertz. Trong trận đấu với đội bóng của Mỹ, Balotelli có pha biểu diễn thể hiện sự thiếu tôn trọng khi đối mặt với thủ thành đối phương. Thay vì tung ra cú sút, Balotelli lại quay người và thực hiện pha đánh gót đi ra ngoài. Quyết định sút Panenka của Sergio Aguero đã trở thành trò cười, thậm chí còn khiến cho Man City nhận thất bại trước Chelsea. Cầu thủ này đã bị Edouard Mendy bắt bài cú sút. Một tiền vệ tấn công từng được đánh giá xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh, nhưng Eden Hazard lại có một pha Rabona cực kỳ tai hại như này. Đường chuyền về không khác gì một pha kiến tạo tuyệt vời của Thiago dành cho cầu thủ đội bạn. Trong một tình huống câu lạc bộ Bayern Munich được hưởng phạt góc, tiền đạo Thomas Müller lại có pha xử lý khó hiểu khiến cả đồng đội và người hâm mộ ngỡ ngàng. Vì tình huống này, Müller đã đưa bóng đi hết đường biên ngang. Một pha xử lý tệ hại khiến chính Müller cũng phải ôm đầu như đang tự trách móc bản thân. Cầu thủ đội khách có pha lừa qua thủ môn Donnarumma rồi đá bóng vào lưới trống. Trong nỗ lực cứu thua, đội trưởng Leonardo Bonucci trượt xuống sân cản bóng, nhưng anh mắc sai lầm về kỹ thuật. Thay vì hạ thấp cái chân dùng để cản phá, Bonucci để cao chân khiến quả bóng chui tọt qua. Nhận được quyền sút phạt góc ở phút 88, tiền đạo Timo Werner đã nhanh chóng đưa bóng vào cuộc nhằm tiết kiệm thời gian để ghi bàn thắng danh dự. Nhưng có lẽ vì quá nóng vội và không quan sát kỹ, chân sút 50 triệu bảng đã đập chân vào cột phạt góc và quỳ xuống đau đớn. Vừa rồi là video tổng hợp ngôi sao bóng đá gặp tình huống khó đỡ. Thật hân hạnh được mang đến niềm vui tới các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thể thao thế giới nha.